Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em bán combo hai con này với giá là 430 chuyển khoản full bao ship nha. Đó, hai con đồng hồ Casio nha, full chức năng luôn nha cả nhà. Tính ra có 200 ngàn con à. Quá rẻ luôn. Đây, đèn nè, chuông nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha. Đó. Đây. Sản xuất tại Hàn Quốc nha cả nhà. Đèn chuông đồ đầy đủ nha, giờ chỉ việc đeo thôi nha cả nhà. Còn cái này thì mình thích mình tháo luôn. Đó, nè. Dây nè. Đó, full chức năng luôn. Đó, rồi, con này size 35 nha. Rất đẹp. Đó, hộp anh em tay vừa và nhỏ nha. Đó, hai con chỉ với 430 chuyển khoản full bao ship nha. Rồi, em mời cả nhà nha.